Xin chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay thì khối không khí lạnh tăng cường lệch đông đã ảnh hưởng rộng khắp đến các tỉnh thành Bắc Bộ, mang lại thời tiết nhiều mây cùng với những cơn mưa, mưa nhỏ bất chợt trong ngày. Tiết trời ẩm ướt cùng với khí lạnh đang khiến cho trời trở rét sâu hơn. Khu vực miền núi có nơi rét đậm rét hại. Mức nhiệt độ cao nhất vào ngày hôm nay tại Bắc Bộ hầu như đều không vượt quá 19 độ. Ngoại trừ khu vực Lai Châu, Điện Biên, ban ngày còn có nắng, do đó mức nhiệt độ có nơi lên tới 24 đến 26 độ. Sang ngày mai, tiết trời ổn định hơn, mưa giảm hẳn và chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Tuy nhiên trời còn rét, với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 16 cho đến 19 độ, thấp nhất về đêm từ 10 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ. Tuy nhiên, đáng lưu ý nhất vẫn là đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 16 tháng 12, với cường độ được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Sau đó, từ ngày 16-17 tháng 12, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu về đêm và sáng sớm. Miền Bắc xuất hiện rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, khu vực miền núi có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C. Thời tiết trong ngày 16 tháng 12 có nơi mưa, mưa nhỏ. Dự báo đợt rét mới này sẽ còn kéo dài. Do vậy, khi tới các tỉnh thành Bắc Bộ thời gian này, du khách nên chuẩn bị đồ ấm đầy đủ cho mình khi tham gia các hoạt động du lịch. Tại các tỉnh ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, cho nên từ hôm nay trời cũng đã chuyển rét. Tiết trời cũng sẽ duy trì ổn định, mưa vài nơi trong ngày 15 tháng 12. Trong khi đó, qua phía Nam đèo Hải Vân, tiết trời ấm áp hơn. Với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, về đêm và sáng trời lạnh. Tuy nhiên, sang ngày 16, ngày 17 tháng 12, các tỉnh Trung Bộ thời tiết chuyển xấu hẳn. Sự kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường mạnh cùng với những nhiễu động trong trường gió đông trên cao khiến cho khu vực có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời rét. Riêng ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, có nơi rét đậm ở vùng núi rét hại. Với Khánh Hòa trở vào Bình Thuận, thời tiết từ 15 đến 17 tháng 12 duy trì ổn định, ít mưa ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng 27 đến 31 độ. Khoảng ngày 17 tháng 12 thì ban đêm trời chuyển lạnh. Thời kỳ này, Tây Nguyên thời tiết ít có sự thay đổi. Nơi đây vẫn duy trì thời tiết đẹp cùng với nắng đều, không mưa. Về đêm tiết trời se lạnh. Riêng ngày 17 tháng 12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, cho nên ban đêm khu vực trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 20 độ, cao nhất ngày từ 25 đến 29 độ. Do vậy, đến với Tây Nguyên thì du khách cũng nhớ nên chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm để đảm bảo sức khỏe tốt trong chuyến hành trình của mình. Nam Bộ những ngày tới thời tiết cũng ít có sự biến động, vẫn là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô với nắng nhiều và ít mưa. Những đợt không khí lạnh từ phương Bắc khuếch tán về khiến cho thời tiết về đêm trở nên mát mẻ hơn. Dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới ở khoảng 30 cho đến 33 độ, thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi phía Bắc miền Đông nhiệt độ xuống dưới 21 độ. Như vậy là trong thời gian tới thì Tây Nguyên hay Nam Bộ với thời tiết đặc trưng của mùa khô đang trở thành lựa chọn thích hợp nhất cho các hoạt động du lịch vào dịp cuối năm này. Với đặc trưng bởi những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, An Giang mang lại cho du khách cảm giác thanh bình yên ả khi tới đây. Không giống như các tỉnh miền Tây khác, An Giang còn được tô điểm thêm những ngọn núi nổi lên giữa những cánh đồng bao la cùng với văn hóa đạo Phật và cả những ngôi chùa nổi tiếng. Trong đó phải kể đến núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên cùng với ngôi chùa Vạn Linh nằm trên sườn núi với cảnh quan vô cùng xinh đẹp của những rừng cây bát ngát và mặt hồ trong xanh khiến chúng ta có cảm giác như thoát khỏi ồn ào, bộn bề của cuộc sống. Trong 3 ngày tới, thời tiết ở tại An Giang phổ biến là ít mưa, nếu có thì cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ vài nơi với lượng ít, nếu không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch, với mức nhiệt độ trong ngày dao động là từ 24 cho đến 32 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và sau đây là phần dự báo thời tiết cho các thành phố du lịch trên cả nước.